Nghe tin bác tiêm cút qua Việt Nam chơi, em vui quá nên em làm cái clip em mong là bác xem được. Em không phải là TikToker, em không phải là reviewer hay là mà rocketer em đập máy bập bập. Em không biết nâng bi hay em không biết tán thán, em ngồi xin bác chụp hình selfie. Tiếng Anh em dở, văn em cũng dở, toán em cũng dở. Thậm chí một đứa trẻ mà học lớp 4 còn nói được tiếng Anh với bác, nói là tại sao máy của bác bắn mắt thế. Thì bác chỉ vì giải thích là máy của bác đi trước thời đại. Nhưng mà em thấy từ 11 rồi mắt cho tới 15 rồi mắt luôn, gần như nó không khác nhau cái gì. Nó cũng một nằm trong một cái khung thép, một cái main, một cục pin, ba camera FD, màn hình OLED và xài tactic engine vân vân. Đó, thì em thấy nó cũng không khác cái gì. Nhưng mà cái thỉnh cầu của em thì nó không liên quan cho lắm tới cái giá máy. Em không có cần bác giảm giá máy. Có thể là bác định vị phân khúc là à đồ trái táo, à 15 rồi mắt tuy là nó không bền bằng 14 rồi mắt, cái vỏ nó không ngon bằng, nhưng mà bán nó phải mắc hơn. À, em không có bàn về giá bán, em chỉ xin bác giảm giá linh kiện. Việc đầu tiên là em thấy là đơn cử như là cái dòng 13 rồng mắt nè. Cái màn hình này bác bán 9 triệu. Cái màn hình này nè, bác bán 9 triệu. Rồi cái mặt lưng, ví dụ bị bể kính lưng, bác thay mặt lưng luôn là 17 triệu 400 ngàn. Cái là thay gần như nó cao hơn một cái máy. Nó thật, em thấy là nó cao một cái máy. Tại em vẫn xin bác là giảm cái linh kiện. Bác giảm đi, cái này là có lợi cho bác mà. Em có một thằng bán hàng và đang làm trong một cái mô hình phục vụ cho bác. Mỗi năm á là bác bán 100 triệu máy mới chẳng hạn. Thì khi mà bác bán, nói chung là thị trường nó có ế chăng nữa, thì bác thanh lý xuống hàng 1978. Khách mà có trade-in á, bác thu giá rẻ là bác giao cho tụi em. Vân vân. Máy nát thì bác cũng đem đi tái chế rồi. Thì tụi em á là một cái nhóm mà chắc có hàng triệu người trên toàn thế giới để mà giữ cho cái máy của bác sống sót. 100 triệu máy mới bác bán ra thì 1 tỷ cái máy mà để giữ nó sống là ai làm? Cũng phải là em làm chứ. Bác giảm giá linh kiện đi. Bác hình dung không? Bây giờ có 1 tỷ cái máy nó sống thì bác cũng có lợi là gì? Thứ nhất là bác giao linh kiện xuống cho tụi em bán ra thay thế cho khách sửa chữa để giữ cho nó sống sót, đúng không? Thì bác cũng có lãi từ linh kiện rồi. Rồi, bây giờ tới cái lúc mà cái máy nó sống 1 tỷ thiết bị online thì bác cũng chắc online thì cũng được bán được gói allow nè. Rồi mua vật phẩm nè, mua cái gì á, mua trong game gủng đồ á, chiết khấu 30% thì bác cũng có tiền. Em nói là cái gì, cái nhóm của tụi em là bác cũng có tiền hết. Còn cái nhóm thấp hơn, ví dụ 100 triệu cái máy mới bán ra thì có 100 triệu cái máy cũ nó hư hẳn thành cái máy xác thì cũng tái chế là đưa cho bác rồi. Thì cũng có tái chế được nhôm nè, men nè, pin bọng nè, thay linh kiện mới xong đưa lại bác linh kiện cũ thì đường nào nó cũng ngon hết rồi. Mấy anh dung không? 1 tỷ cái máy cũ nó sống thì đem lại lợi nhuận lớn hơn 100 triệu máy mới bán ra. Đó, thành ra bác em nói thật, cái máy cũ này em đã chấp nhận lao động là em sàn màng, sàn mem hay là thay cục pin, sàn cái chỗ để đánh lừa cha đẻ của nó. Cái máy bác sản xuất ra em thay cục pin zin khác vào thì bác không chịu, phải phải thay cái cổ cáp khác, phải đánh lừa nó thì bác nói à cái này mới là con tao. Bác thấy vô lý không? Rồi cái màn hình bác bán cao quá, 9 triệu 13 rồi mắc cái 9 triệu mà. Cái máy có mười mấy triệu mà em nhập không nổi, thành ra phải lấy một cái màn cũ khác. Rồi ví dụ thay màn khách nói à, phải sàn IC cho tôi để tôi coi được, đó là cha đẻ nó nhận diện là cái máy nó không báo linh kiện xác định đó, thì em cũng chịu. Bác giảm giá máy linh kiện đi, em nói thật nè, em cái màn hư rồi em trả cho bác đó, rồi bác tự xử đi chứ giờ xanh màn có bắt em nhai không, em sợ lắm nha. Còn đó là thỉnh cầu vấn đề thứ nhất là vấn đề về mặt linh kiện. Em muốn cho nó sống một cách máy, nó sống một cách đàng hoàng, nó không phải sống chúng chui chúng nhủi, sống quắn quéo và sống bác không nhận là con nó. Vấn đề thứ hai á, là mong bác á, là làm một cái cách nào đó mà mở máy bên trong mà em không cần phải mở máy để kiểm tra nữa, là có thể test zin test dựng mà nhìn bên ngoài. Là sao? Em mong là bác làm một cái QR code, em ví dụ nha, tại vì em gà kỹ thuật. Ví dụ bác làm cái QR code này đó, rồi bác dính nó về cái NFC nè, bác chạy một cái đường điện nào đó như cầu chì vậy đó, nó bác chạy một cái đường điện hết nguyên cái ron, chỉ cần tắt app mở lên thì cái đường điện sẽ đứt và cái QR code này như nó bác dở lên thì cái QR code này nó bị xé. Em ví dụ nha, là cái QR code nó đặt ở đây đây nè, QR code nó đặt ở đây, dở máy lên cái QR code nó bị rách. Ví dụ QR code nó bằng bác in bằng mực 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 E-Link, mực gì đó, mực điện tử, nói chung là truyền điện được á, dở lên cái là khi mà em quét cái NFC vô, em ví dụ như em có một cái điện thoại, cái máy nó đang nguyên bản vậy, cái máy nó đang nguyên bản vậy,
nó chưa có mở ra bên trong đúng không, đúng không, cái máy đang về nguyên bản em chỉ việc em scan vô thôi, em đưa NFC thôi là nó sẽ hiện lên cái email của máy, bác hình dung không, thì cái email của máy nó sẽ khớp bên trong cài đặt, cái đưa NFC vô nó quét bập nó hiện email lên, thì chỉ cần cái QR code nó bị rách thì nó không nhận email nữa, em ví dụ vậy thôi, nó không nhận email nữa, bác hình dung không, thì cái QR code này chỉ có bác mới có thôi, chứ tụi thợ thậm chí những chỗ khác nó không có truy xuất được cái gốc cái QR code cái email này của bác. Như trên trang chủ mà check coverage ấy, làm sao có cái dữ liệu ra cái data như bác được, bác hình dung không, thì em chỉ cần mong hai vấn đề thôi, thì rất nhẹ cho tụi em đã cố gắng giữ cái máy nó sống sót rồi và cho bác lợi nhuận rồi, bác cũng chi cho em một phần lợi nhuận rồi, em rất cảm ơn. Bác bán máy ra, bác bán phủi xong 1978, không có bảo hành bảo tỏi gì nữa nha, thì tụi em cũng phải tự lao động chứ, nếu mà giữ cái máy nó sống mà bảo hành cho khách kiếm lợi nhuận chứ nha. Vấn đề thứ hai là em năn nỉ là giảm giá linh kiện rồi, vấn đề thứ hai là bác làm một cái cách nào đó, ví dụ bắt hai ốc đít vô, bắt hai ốc đít vô rồi chích điện cái thôi là ốc đít nó truyền điện hết là biết là không có mở lên, hình dung không, hai ốc đít đây như cực âm cực dương rồi, nó nối nguyên sẽ điện đó, dở lên cái đứt dây nè là biết máy mở rồi. Còn thậm chí bây giờ làm một cái QR code nào đó dính vô cái NFC là không cần mở máy ra, em scan như thôi là em biết là email của nó vẫn nhận nha. Còn nước vào, ví dụ nước vào làm lem cái mực QR code E-Link đó đi, bác hình dung nha, lem cái QR code này đi, thì tự nhiên là nó vừa không quét được email, là vừa một là vô nước, hai là mất áp, thì em khỏe. Em nói thật, bác làm gì đi là em khỏe. Giống như giờ bác làm trên hộp á, nó có một cái QR code nằm đây nè, chiếu đèn bảy màu vô, nhưng mà cái QR code đó nó phải quét ra được có cái email của cái hộp này, thì bên những anh pháp sư sẽ không có bùa được chuyện đó, bác hình dung không. Thì em có hai thỉnh cầu thôi. Em nói rồi, em á thì chê bác cũng hơi nhiều là do bác xài làm máy thì nó không có thay đổi gì hết, cái vỏ của 15 Pro Max nó còn dễ bể hơn của 14 Pro Max, kính lưng thì nó bọng, sườn thì nó bo cong, rớt cái bụp cái là nó rớt thẳng vô kính luôn, nó dễ bể kính lắm. Em chê thì em chê thôi, còn kiểu nâng bi hay tán thán nói gặp bác happy rồi xin chụp tình selfie thì em không có, em có nhiều điều nói với bác lắm. Em nói thiệt, em có nhiều điều nói bác lắm. Nhưng mà trước mắt thì em xin có hai điều thôi. Em cảm ơn. Thế nha.